Chiều nay, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến với 10 điểm cầu huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh về công tác phòng chống dịch bệnh. Đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh, các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh. Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng yêu cầu các trạm trưởng trạm y tế xã Đông Kết, huyện Khoai Châu, xã Trung Dũng, huyện Tiên Lữ và thị trấn Ân Thi báo cáo cụ thể các biện pháp xử lý tình huống khi có người nghi nhiễm, từ đó rút ra những kinh nghiệm để phải làm chặt chẽ hơn công tác rà soát, giám sát những người có nguy cơ nhiễm COVID-19, đặc biệt là những người đi về từ vùng có dịch bệnh. Trước tình hình diễn biến có nhiều phức tạp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh quán triệt trên tinh thần chống dịch như chống giặc theo phương châm 10 chữ: kỷ cương, quyết liệt, trách nhiệm, bình tĩnh, hiệu quả. Bên cạnh đó, đồng chí cũng nhấn mạnh việc tập trung chống dịch, song cũng đồng thời phải duy trì việc sản xuất, phát triển, ổn định kinh tế. Yêu cầu các cơ quan truyền thông tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân không được chủ quan trước dịch bệnh, không đến những nơi đông người, đặc biệt là hạn chế các hoạt động có tụ tập đông người, thu nhỏ quy mô các đám cưới, ma chay, dỗ chạp và kèm theo các biện pháp phòng chống dịch như rửa tay, sát trùng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các cấp, các ngành cần tiếp tục bám sát văn bản chỉ đạo của Trung ương về triển khai các bước theo quy trình trong công tác phòng chống dịch quyết liệt hơn, cụ thể hơn, hiệu quả hơn. Các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương phối hợp thực hiện tốt công tác quản lý người đến, về từ vùng có dịch, lập danh sách kịp thời những người về vùng dịch để ngành y tế kịp thời tổ chức cách ly, theo dõi sức khỏe. Ngành y tế tiếp tục tập huấn cho y tế cơ sở về kỹ năng xử lý khi có người nghi nhiễm ở địa phương, cần phải chuẩn bị sẵn sàng các phương án theo các cấp độ và cập nhật phác đồ điều trị khi có bệnh nhân dương tính với COVID-19. Phải xét nghiệm làm sao nhanh nhất những người từ vùng dịch, nước có dịch về địa bàn, người tiếp xúc gần với người bị dịch. Rồi y tế cấp xã, khi địa bàn có trường hợp về địa bàn thì phải báo cáo ngay với Trung tâm Y tế huyện để được Trung tâm Y tế huyện hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ, hướng dẫn tỉ mỉ về các bước thực hiện tại chỗ luôn. Tôi đề nghị tất cả những người bán hàng, những người bán ở siêu thị, những người đi vào siêu thị, rồi cán bộ lễ tân, cán bộ khách sạn, những người bán hàng ở chợ, những người mà thường xuyên tiếp xúc đông người như là bác sĩ ở các bệnh viện, các trung tâm y tế, rồi bệnh nhân, rồi các cơ quan nhà nước, hành chính, doanh nghiệp mà thường xuyên tiếp xúc đông người là phải đeo khẩu trang. Tôi cũng đề nghị là khuyến cáo và vận động cộng đồng nhân dân, cán bộ đảng viên và toàn dân của tỉnh mình xem xét một cách thấu đáo và chia sẻ thông cảm với chính quyền, với Ban Chỉ đạo tỉnh nếu có kế hoạch tổ chức đám cưới cho con cháu thì xem xét thấu đáo và lên là hoãn đám cưới. Nếu không hoãn được thì tổ chức gọn nhẹ giữa hai gia đình. Còn khi nào có điều kiện hết dịch thì báo hỉ. Và tôi đề nghị cán bộ đảng viên là phải chấp hành cái này. Không ăn uống ở những nơi đông người. Tất cả các huyện là phải bố trí một cơ sở cách ly tập trung của huyện mình, đề phòng khi có tình huống xấu nhất ở cái cấp độ cao hơn số lượng người phải cách ly để tổ chức cách ly. Tất cả các trung tâm y tế huyện, tỉnh phải bố trí một địa điểm để khám cho người nghi nhiễm bệnh COVID-19 riêng. Đề nghị là tất cả các cơ quan thường xuyên phun thuốc khử trùng, bố trí nước rửa tay thường xuyên, rồi thường xuyên đo thân nhiệt. Khách đến cơ quan phải đeo khẩu trang. Các huyện và các sở cần xem xét một cách thấu đáo và giảm tối đa quy mô các cuộc họp, không cần thiết thì phải dừng. Công an thì tăng cường nắm bắt chính xác nhân hộ khẩu di biến động ở địa bàn thôn, xã. Khi thấy di biến động nhân hộ khẩu người nước ngoài vùng dịch về thì phải biết được ngay và phải phát động toàn dân thông tin cung cấp cái này cho chính quyền. Các trưởng thôn,
Bí thư chi bộ công an xã là tổ chức ký cam kết với chính quyền là sẽ báo cho chính quyền mọi di biến động của hộ khẩu ở địa phương mình, ở từng hộ gia đình, từng doanh nghiệp, là cam kết là khi có nhân khẩu di biến động vào cơ quan mình, vào thôn mình thì phải được tập hợp khai báo kịp thời, không được giấu, không được bỏ sót, nhất là những người mà ở nước ngoài, nước có dịch và vùng có dịch và nơi có dịch về địa bàn mình, về cơ quan mình, về doanh nghiệp mình, cho cán bộ y tế xã rồi các cấp huyện một cách nhanh nhất, kịp thời nhất. Khi hết cách nghi rồi thì ngành y tế, có thể là trung tâm y tế cấp cho ta, người ta một cái giấy chứng nhận là đã cách nghi từ ngày này đến ngày này, đến ngày nào, về ngày nào và trước đó ở nước nào, ở vùng nào.